Rồi, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Con 68. Thì chắc hẳn anh em cũng đã biết thì sự kiện sắp tới rất là quan trọng, và trong những ngày gần đây đó thì chúng ta cũng đã thấy được cái tác động của nó đến với thị trường như thế nào. Khi mà nó đã như một cái đầu tàu để mà kéo thị trường của chúng ta hồi phục đi lên, đúng không anh em? Và chắc chắn anh em cũng biết rằng là đó chính là sự kiện hợp nhất của Ethereum. Thì vậy cái sự kiện đó nó bao gồm những gì và nó diễn ra như thế nào, và tại sao nó có những cái tác động tích cực như vậy đối với thị trường trong cái giai đoạn này, nó giúp thị trường phục hồi một cách mạnh mẽ như thế, thì ở trong cái video này mình sẽ tóm gọn một cách bao quát nhất đến cho anh em về cái thông tin này ha. Rồi, chúng ta hãy tiến ngay vào cái nội dung của video ngày hôm nay thôi. Thì như anh em cũng thấy trên màn hình của mình thì đầu tiên chúng ta hãy nói về một số chuyển động của giá cả đi. Thì vào cái thời điểm mình làm cái video này thì anh em cũng biết được rằng là chỉ mới một tuần trước thôi, chúng ta còn thấy Ethereum ở một cái ngưỡng giá gọi là khoảng 1.000 đô, đúng không? Nhưng mà chỉ trong vòng khoảng 7 ngày qua thôi thì bây giờ Ethereum đang giao dịch ở mức là 1.600 đô rồi. Một cái mức tăng khá là kinh khủng. Và dường như là cái điều này nó được châm ngòi bởi cái sự kiện lớn nhất của Ethereum trong lịch sử luôn, đó chính là The Merge, mà mình hay gọi tiếng Việt đó chính là cái việc hợp nhất đó anh em. Đó, vậy thì cái việc hợp nhất này nó ra sao? Thì như anh em cũng thấy rằng á, ở đây nè, cái biểu đồ ở đây thì cái hành trình hợp nhất của Ethereum nó thật ra là nó đã có cũng khá là lâu rồi, nó có từ khoảng là năm cuối năm 2020. Tức là sao? Tức là Ethereum á thì được sinh ra với một cái dự án là thuộc một cái cơ chế đồng thuận, đó chính là Proof of Work. Và cái việc chuyển đổi này lên Proof of Stake để mà có thể thân thiện hơn với môi trường đó, thì cái việc mà hợp nhất hai cái blockchain này lại thành một để mà chuyển đổi lên một cái cơ chế đồng thuận mới hơn thì mình gọi đó chính là The Merge, là việc hợp nhất. Vậy tại sao cái vấn đề là Ethereum phải tiến lên cái việc hợp nhất như thế này? Thì để giải thích một cách nó dễ hiểu nhất đến cho anh em thì cái nền tảng ban đầu của Ethereum á, thì họ là Proof of Work. Thì cái việc mà các thợ đào họ tham gia đóng góp vào mạng lưới của Ethereum đó anh em, thì họ phải dùng những cái thiết bị chuyên dụng, tại vì theo cái cơ chế Proof of Work nó là như vậy ha. Họ phải dùng những cái thiết bị chuyên dụng, là tức là họ bật lên để mà họ đào, họ xác thực giao dịch để mà họ nhận lại được cái phần thưởng của mình là ETH đó. Và cái việc đào như vậy thì nó gây ra một cái nguyên nhân gì, nó gây ra một cái hệ quả gì, thì như anh em cũng thấy một cái bức tranh tương tự như Bitcoin mà thôi. Khi mà chúng ta sử dụng Proof of Work, chúng ta dùng những cái thiết bị mà máy tính điện tử chúng ta đào đó, chúng ta xác nhận giao dịch, thì chúng ta sẽ làm tiêu tốn năng lượng khá là nhiều, năng lượng điện nè, rồi những cái khí carbon, những cái carbon thải ra môi trường. Thì cái điều đó nó đã dấy lên một cái nguồn dư luận rằng là những cái đồng coin mà thuộc Proof of Work thì đang gây ra tiêu tốn quá nhiều năng lượng và gây tổn hại đến với môi trường. Và chính những nhà phát triển của Ethereum và ngay cả chính nhà sáng lập Vitalik Buterin của Ethereum cũng nhận thấy điều đó anh em. Và họ đã quyết định rằng là ok, bây giờ chúng tôi sẽ tiến lên Proof of Stake thay vì Proof of Work như trước đây, bằng việc hợp nhất hai cái blockchain này lại. Mà trước đây đó thì anh em mình còn hay thường xuyên gọi đến chính là hợp nhất giữa Ethereum 1.0 và Ethereum 2.0. Trong đó là 1.0 á thì sử dụng Proof of Work anh em, và Ethereum 2.0 là sử dụng Proof of Stake. Đó, nhưng mà mình nhớ không nhầm là vào khoảng cuối quý 4 và đầu năm 2022 thì Ethereum đã chính thức đổi cái thương hiệu này rồi. Thì khi mà cái blockchain Ethereum 1.0 á là Proof of Work sẽ biến thành lớp đồng thuận, đúng không? Và Ethereum Proof of Stake 2.0 sẽ biến thành lớp thực thi. Đó, thì bây giờ nó sẽ không có còn cái tên gọi nữa, và nó chỉ đổi thương hiệu, cái đó là tên gọi thôi. Đó, và một cái nguyên nhân khác mà nó ngoài cái việc mà gây tổn hại tới môi trường, hướng tới cái việc mà thân thiện với môi trường nhiều hơn, thì nó còn một cái lý do khác để mà Vitalik Buterin và đội ngũ phát triển của Ethereum họ chính thức họ thực hiện cái việc hợp nhất này. Đó chính là về cái việc mà anh em biết được rằng là những cái thợ đào đó mà họ đào ETH thông qua những cái thiết bị chuyên dụng của họ, thì nó sẽ có một số cái mánh khóe trong cái này, mà ở đây đó thì mình sẽ gọi đó chính là MEV. Thì ở đây anh em biết được rằng ở đây mình có giải thích rõ cho anh em nè, đó chính là đây cái MEV này á, nó được dịch ra là một cái cơ cấu hoạt động hiện tại của Ethereum, khi mà các thợ đào á sẽ toàn quyền được lựa chọn các giao dịch để bỏ vào khối và sau đó tiến hành xác thực. Và những cái mánh khóe này đó và những cái mánh khóe này nó đã gây ra những cái gì? Thì đầu tiên á, cái mánh khóe này á phổ biến nhất đó chính là front running. Thì anh em có thể hiểu rằng là những cái thợ đào thì họ sẽ chèn giao dịch của mình lên trước user để mà có thể là chụp lấy những cái lợi nhuận từ đó. Thì sau đó đó thì họ, cái hình thức mà họ thực hiện đó là họ chỉ đơn giản là set một cái mức phí gas cao hơn giao dịch của user để từ đó là được thu xếp cho cái giao dịch trước. Tức là sao? Tức là họ có quyền toàn quyền ưu tiên các giao dịch trước đó. Thì ngược lại với cái hình thức này thì chúng ta cũng có những cái hình thức như là back running. Đó, tức là thợ đào sẽ dựa vào cái phản ứng của thị trường
hoặc là tác động do những cái giao dịch mà user gây ra, và rồi đặt cái lệnh sau giao dịch của user để duy trì được, để thu được cái lượng giá trị chênh lệch. Thì sau hai cái hình thức này, đó chính là front running và back running đó, thì chúng ta sẽ phát sinh ra một cái khái niệm là sandwich attack. Thì giống như kiểu tức là một cái kiểu mà kẹp giữa hai đầu anh em, kẹp giữa hai đầu để tìm kiếm những cái lợi nhuận chênh lệch giữa hai đầu đó. Thì về cái việc mà MEV này á, thì mình có thể gọi đơn giản ở đây đó chính là những cái mánh khóe để mà thợ đào có thể mà gian lận trong cái việc mà xác thực giao dịch của mình để lấy về lợi nhuận từ user đó. Thì đó là những cái tồn động ở trong Proof of Work. Nhưng mà anh em biết được rằng là khi mà Ethereum á, họ tiến lên Proof of Stake, tức là những cái người mà họ stake ETH vào, tức là chúng ta hay gọi chung với nhau là chúng ta sẽ đặt cọc ETH vào để xác thực giao dịch đó. Thì nếu mà cái giao dịch của bạn, nếu mà cái giao dịch của bạn mà cái người mà xác ETH vào đó họ xác nhận đúng, họ xác thực đúng, thì họ sẽ được có cơ chế thưởng. Còn nếu mà họ xác nhận sai thì họ sẽ bị mất ETH. Đó thì anh em có thể thấy được rằng giữa hai cái bức tranh mà mình vừa chia sẻ đến cho anh em, thì giữa một bên là Proof of Work có nhiều mánh khóe mà các thợ đào có thể toàn quyền để mà lợi dụng cái MEV đó để mà có thể mà trục lợi từ những cái giao dịch của người dùng. Một bên là Proof of Stake có một cái cơ chế thưởng phạt khá là rõ ràng để mà tránh gian lận. Thì dĩ nhiên là đó là những cái vấn đề mà cái Proof of Work cũ và hiện tại của Ethereum đang duy trì đó, nó sẽ được giải quyết triệt để. Nói một cái triệt để cũng không có đúng nữa, mà nó sẽ được giải quyết một phần nào đó hơn so với trước đây khi mà Ethereum chuyển sang Proof of Stake. Bên cạnh cái vấn đề rằng là Proof of Stake sẽ giúp cho Ethereum thân thiện với môi trường hơn, giải quyết được những cái xung đột hiện tại mà Bitcoin đang đối mặt với cái làn sóng pháp lý như mình đã chia sẻ rất nhiều trong những video điểm tin của mình, và đối mặt với và giải quyết được một cái bài toán là trở nên gần gũi và kết nối mọi người nhiều hơn thông qua cái vấn đề mà bảo vệ môi trường, một cái chủ đề mà rất là hot, mà không chỉ những cái doanh nghiệp trong crypto hướng đến đâu mà những doanh nghiệp truyền thống họ còn hướng đến nữa. Thì đó là hai cái mà mình muốn chia sẻ đến cho anh em. Nhưng mà một cái lý do mà anh em có biết được rằng là tại sao khi mà chúng ta quan sát được cái quá trình mà Ethereum tiến tới cái việc hợp nhất, tại sao nó có khá nhiều cái trì hoãn như vậy không? Đó, và cái trì hoãn đó đó anh em, thì thật ra thì anh em có thể hiểu đơn giản là cái trì hoãn này là không phải là cứ muốn là trì hoãn đâu, mà tại vì cái lượng thợ đào mà họ đã xếp máy đào, họ thiết lập những cái máy đào Ethereum nó rất là nhiều rồi anh em, nó đồng bộ, nó dường như là nó đồng bộ một cách có hệ thống và nó chặt chẽ với nhau á. Thì để cho anh em dễ hiểu thì anh em có thể hiểu một cách đơn giản là Ethereum là một cái mạng lưới, đúng không? Một cái mạng lưới có rất nhiều DApp ở trên đó, có rất nhiều ứng dụng trên đó, và dường như là một đồng coin lớn thứ hai thị trường với vốn hóa hàng trăm tỷ đô. Và cái TVL á của những cái dự án được xây dựng trên Ethereum nó cũng rất là lớn rồi đó. Nhưng mà bây giờ đùng một cái á mà chuyển đổi từ Proof of Work sang Proof of Stake thì đồng nghĩa với việc là các thợ đào cũ họ phải tắt máy đào của họ, đúng không? Họ phải tắt máy đào và họ phải đi theo cái đường hướng mới là họ phải stake ETH của họ vào. Thì cái điều đó nó không có được anh em. Nó không có phải là một cái câu chuyện mà chúng ta hay nói đùa với nhau là một sớm một chiều. Giống như kiểu anh em cầm một đống tiền, tất cả các hệ thống máy móc đã được đồng bộ rồi, mà bây giờ anh em chuyển sang một cái cơ chế mới, một cái hệ thống mới, chuyển ngày một ngày hai nó sẽ không có được. Nó như kiểu một cái công ty bây giờ anh em nói là Apple đang đi theo một cái chiến lược như vậy, bộ máy nhân sự như vậy, bây giờ chuyển cái cơ cấu trúc, cái cấu trúc hoạt động của Apple sang cái cấu trúc hoạt động của Vingroup chẳng hạn, thì nó không có phải là một câu chuyện mà ngày một ngày hai, đúng không anh em? Thì đối với Ethereum nó cũng như vậy đó. Nên vì vậy đó Ethereum họ mới ra một cái, đó chính là cái bom độ khó anh em. Tức là sao? Tức là cái bom độ khó này đó, nó sẽ có một cái cơ chế, người ta gọi là chính là một cái cơ chế là điều tự động điều chỉnh độ khó khai thác của các thợ đào sử dụng Proof of Work bằng máy móc. Tức là nó sẽ nâng dần cái độ khó khai thác của Ethereum lên để cho các thợ đào có thể là tập dần làm quen với nó, chứ không phải là giống như trước đây. Nếu mà trước đây á, thợ đào đào Ethereum rất là dễ, nhưng mà bây giờ khi mà có một cái bom độ khó này rồi thì các thợ đào sẽ dần dần khó hơn trong cái việc khai thác Ethereum, và họ dần dần họ bắt đầu họ làm quen với cái việc chuyển dịch từ đào sang stake đó. Nhưng mà đó, ngay cả cái bom độ khó này nó cũng bị trì hoãn nữa anh em. Tại sao? Thì ở đây mình có nói là Ethereum đã rất nhiều lần trì hoãn bom độ khó này. Tại vì nếu mà Ethereum mà kích hoạt cái bom độ khó nó ngay lập tức á, thì dĩ nhiên á là the merge, là cái hợp nhất đó là nó phải xong, đúng không? Nhưng mà anh em thấy là hợp nhất chưa có xong đó, nhưng mà bây giờ á, kích hoạt ngay cái bom độ khó liền thì nó cũng gây ra một cái cản trở về mặt thời gian đối với Ethereum nữa. Nên cái việc mà họ trì hoãn cái bom độ khó như vậy thì cũng là một cái vấn đề khá là dễ hiểu mà thôi anh em. Đó, và anh em cũng biết được rằng á, là tại sao Ethereum liên tục mà
triển khai liên tục deploy lên những cái testnet để mà tiến tới cái việc hợp nhất nó quá là nhiều lần, và họ đã trì hoãn, dường như là ban đầu là họ nói tháng 6, sau đó là họ nói tháng 8, và cái thông tin cuối cùng là họ nói là vào tuần thứ 3 của tháng 9 như thế này. Thì chúng ta hãy hỏi quay lại một cái câu chuyện rằng như hồi nãy mình vừa chia sẻ đến cho anh em đó, là một cái mạng lưới mà là gần như bây giờ là phát triển nhất thế giới rồi, đúng không? Giá trị vốn hóa có thể không bằng Bitcoin, thì Bitcoin nó chỉ dừng lại ở cái mức là vàng dự trữ thôi, đúng không anh? Chứ còn về những cái ứng dụng xây trên Bitcoin đâu có nhiều đâu. Nhưng mà Ethereum thì khác. Đó, một cái mạng lưới rất nhiều dự án đến xây trên đó, rất nhiều dự án phát triển trên đó. Nên cái việc mà họ chuyển đổi từ Proof of Work sang Proof of Stake, thì đây Ethereum cũng là một cái dự án đầu tiên nha anh em, đầu tiên để mà có thể thay đổi một cái cơ chế đồng thuận như vậy. Chứ anh em thấy rằng là trong cái thị trường của chúng ta là đâu có, dường như là không có một cái dự án nào mà thay đổi cái cơ chế đồng thuận cả. Ví dụ như bây giờ bắt Bitcoin lên Proof of Stake không có, rồi những cái dự án nhỏ cũng không thể nào mà thay đổi như vậy được. Một là họ chọn Proof of Work, còn hai là họ chọn Proof of Stake. Chứ họ chưa bao giờ có một cái bước chuyển mình nó như Ethereum cả anh em. Đó, thì như vậy chúng ta cũng phải hiểu được rằng là đây Ethereum nó như là một cái người tiên phong trong cái việc này. Mà đã là một cái người tiên phong mà sở hữu một cái mạng lưới giá trị lớn như vậy, nên là cái việc chuyển đổi này đó nó cực kỳ quan trọng, và nó đòi hỏi cái độ chính xác phải cực kỳ cao. Tại vì nếu mà fail thì sao, nếu mà thất bại thì sao, và nếu có lỗi phát sinh thì sao. Đó, thì nếu mà gặp một cái lỗi phát sinh nào đó trong quá trình chuyển đổi, thì dĩ nhiên nó sẽ đặt một cái tiền lệ rất là xấu đối với những cái dự án sau này, và đối với cái ngành crypto của chúng ta nói chung nữa. Tại vì Ethereum bây giờ đang là chỉ đứng sau Bitcoin về mặt giá trị vốn hóa mà thôi. Đó, nên họ phải kỹ. Nên đó là cái lý do tại sao anh em thấy rằng là trong cái biểu đồ mà mình chia sẻ cho anh em đây, thì đã có rất nhiều lần thử nghiệm về testnet. Mình có thể kể đến như là testnet clean nè, rồi chúng ta có Robstand, chúng ta có Sepolita, và sau đó là chúng ta có Golin nữa. Đó, thì đã trải qua rất nhiều lần testnet như vậy, và trải qua rất nhiều lần trì hoãn bom độ khó nữa. Thì đó cũng là một cái lý do để mà anh em có thể thông cảm cho đội ngũ của Ethereum khi mà họ đã phải làm việc và họ phải cân chỉnh những cái lỗi. Mỗi lần mà có một cái lỗi nhỏ thôi là họ cũng phải trì hoãn lại như vậy đó anh em. Đó, thì nhưng mà chúng ta đã rất là may mắn khi mà vào đầu tuần này anh em, khi mà các nhà phát triển của Ethereum họ đã có một cái cuộc họp ở trên YouTube. Đó, một clip như vậy. Thì nhà phát triển cốt lõi Tim Bacon của Ethereum á, thì ông có nói rằng là bây giờ ông đề xuất một cái ngày, đó chính là khoảng là ngày 19 tháng 9 sẽ là một cái ngày để triển khai, để kích hoạt cái việc hợp nhất Ethereum. Ethereum hoàn toàn tiến lên Proof of Stake đó. Thì đã không có một cái sự phản đối nào đến từ các thành viên phát triển ở trong Ethereum nữa. Và trước khi Ethereum tiến tới hợp nhất anh em, thì chúng ta sẽ có một cái bản testnet cuối, gần như là cuối cùng của Ethereum, đó chính là bản testnet Golem anh em, là sẽ diễn ra vào tầm khoảng tháng 8 nè. Đó, và được một nhà phát triển họ chia sẻ ở trên đây, thì ở đây mình sẽ chiếu cho anh em. Đây anh em thấy không? Đó, thì sau cái bản testnet cuối cùng này thì chúng ta sẽ có cái việc hợp nhất và được dự kiến vào khoảng ngày 19 tháng 9. Nhưng mà ở đây á, cái thông tin này á, thì chúng ta hãy coi đó là một cái kỳ vọng anh em, chứ chúng ta không thể nào chúng ta nói là đây là sẽ là một cái ngày chính xác được. Lỡ từ đây tới đó sẽ còn khoảng 2 tháng nữa, mà nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh thì mình nghĩ rằng cái việc hợp nhất của Ethereum sẽ được dịch chuyển sang một cái ngày khác nữa. Đó. Nhưng mà vì những cái tính quan trọng hồi nãy mình vừa chia sẻ đến cho anh em, một cái gì đó đầu tiên, một cái gì đó tiên phong, mang cả một đống tiền, một đống đi áp như vậy mà chuyển lên một cái thế hệ mới, mình phải gọi đó là một cái sự chuyển mình qua một cái kỷ nguyên mới như vậy, thì nó phải đòi hỏi một cái sự chính xác rất là cao để đặt một cái bệ phóng vững chắc để những dự án sau này họ làm theo chẳng hạn như vậy đi. Thì nên là cái sự kiện The Merge này khi mà được đội ngũ Ethereum công bố là sẽ sắp diễn ra vào ngày 19 tháng 9, chỉ còn 2 tháng nữa thôi, nó đã gây một cái làn sóng cực kỳ tích cực đối với thị trường. Và anh em cũng thấy là cái phản ứng giá từ đầu video mình chia sẻ cho anh em nó kinh khủng như thế nào, đúng không? Và nó cũng dường như là nó cũng một cái động lực chính để mà có thể kéo Bitcoin theo. Thì cái này là theo quan điểm cá nhân của mình thôi, là hiện tại thì có thể là với The Merge, với hợp nhất, với Proof of Stake thì Ethereum dường như là đang gánh cả Bitcoin trên lưng đó anh em. Đó. Rồi, và chúng ta tiến đến một cái tiếp theo, đó chính là một cái tin tức mà mình cho rằng là nó cũng khá là đồng bộ đối với Ethereum, đó chính là Ethereum Classic. Thì anh em cũng thấy là trong những cái ngày qua thì không chỉ riêng về Ethereum không đâu, mà ngay cả Ethereum Classic cũng được hưởng vạ lây cái sự ảnh hưởng này của Ethereum nữa, bằng cái việc mà Ethereum Classic tăng rất là mạnh anh em, tăng rất là mạnh. Đó, vậy thì cái lý do này là nó diễn ra ra sao, thì ở đây mình muốn chia sẻ cho anh em rằng á, là hồi nãy mình có nói về cái câu chuyện thợ đào, đúng không?
thì anh em biết được rằng là bây giờ thợ đào họ vẫn đang đào Ethereum, và họ đào với một cái thuật toán, với một cái máy, với một cái máy đào, chính xác hơn là cái cơ chế đào đó, đó chính là ETH ha anh em. Đó thì Ethereum Classic á, được ví như là một người anh em của một người anh em song sinh của Ethereum vậy, và cũng sử dụng chung cái ETH này. Nên là vì thế đó anh em, vì thế những cái thợ đào Ethereum bây giờ họ đang lo lắng một cái câu chuyện rằng là nếu mà tới ngày 19 tháng 9 Ethereum chuyển lên Proof of Stake thì cái điều này nó đồng nghĩa với việc là những cái máy đào hiện tại của họ đó coi như là sắt vụn thôi. Một là họ phải bán để mà cắt lỗ, còn hai là họ phải chuyển sang một cái đồng coin mới sử dụng đúng cái ETH này. Đây anh em, sử dụng đúng cái ETH này để mà họ có thể níu kéo, để mà họ có thể đào tiếp, để mà họ có thể bù lỗ, hoặc là có thể chuyển sang một cái phương pháp kinh doanh mới. Đó, chỉ có hai cái con đường đó thôi. Thì dĩ nhiên á, là cái con đường mà bán sắt vụn để mà cắt lỗ thì mình nghĩ rằng cái đó khó, không thể nào. Nên vì thế đó, là cộng đồng họ mới dịch chuyển dần sang ETH này. Thì ở đây anh em có thể thấy được rằng á, là trên cái coin 360 này đó, mình đang chiếu cho anh em, thì chúng ta có Bitcoin nè, sử dụng SHA-256, rồi ETH, rồi những cái đồng khác. Rồi khi mà mình zoom vào đây, đây anh em, đó thì anh em có thấy không? Đây, ETH, những cái đồng mà sử dụng cái cơ chế đào như vậy. Thì chúng ta đã có một cái mảnh nhỏ, đây là ETC nè anh em. Đó, ETC nè, Ethereum nè. Rồi những cái thằng con ở dưới này thì nó quá là nhỏ đi. Đó, những cái thằng dưới này. Và chúng ta kéo lên một tí thì chúng ta có ETC. Đó, thì đó là cái lý do. Đó là cái lý do mà anh em thấy được rằng là ETC là dạo gần đây đã bay rất là mạnh, đúng không? ETC bay rất là mạnh. Và cũng có một cái thông tin khác nữa, đó chính là về Bitmain. Thì anh em, dành cho anh em nào chưa biết á, thì Bitmain là một trong những nhà sản xuất máy đào Bitcoin là lớn nhất thế giới. Thì họ, thì trong cái khoảng thời gian gần đây đó, đặc biệt là trong khoảng thời gian gần đây luôn, thì họ đã cho ra mắt một cái máy mới. Và cái máy này nó tên là Antminer i9. Thì cái máy này đó, nó được ra mắt vào đúng cái thời điểm mà Ethereum nói rằng là chúng tôi sẽ sắp triển khai the merge. Vậy thì chúng ta phải đặt ra một cái câu hỏi, cộng đồng phải đặt ra một cái câu hỏi rằng là tại sao một cái nhà sản xuất máy đào lớn nhất thế giới như vậy mà họ lại tung ra một cái máy đào ETH mới trong cái thời điểm mà Ethereum chuyển lên Proof of Stake, đúng không? Đúng không? Vậy thì có một cái lý do gì đằng sau cái sự này? Đó, tại vì nếu mà họ tung ra máy mới họ không bán được, tại vì Ethereum chuyển lên Proof of Stake thì sẽ không có dùng máy đào nữa, mà bây giờ họ lại tung ra máy mới, vậy thì doanh thu bán ở đâu? Thì cộng đồng đã bị FOMO anh em, đã bị FOMO rằng là có thể là cái chiến lược phát triển kinh doanh của Bitmain có thể là tung ra cái máy này để có thể hỗ trợ những cái anh em thợ đào đã bị vướng mắc, đang bị cứng bởi cái chỗ Ethereum này, chuyển qua ETC mà đào đi sẽ mang lại lợi nhuận rất là cao đó, và có thể là sẽ là một cái giải pháp kinh doanh mới chẳng hạn sau khi Ethereum lên Proof of Stake. Đó thì bởi vậy nên là anh em thấy rằng là trong những ngày này thì ETC đã bay cực kỳ khủng khiếp luôn. Và dường như là cái lý do mà để cho ETC bay thì nó cũng là một cái lý do để mà cho ETH bay. Đó, nếu mà chúng ta nhìn vào chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù hai ông này là anh em song sinh đã gặp mâu thuẫn khá là lớn kể từ vụ mà fork ra hai cái nhánh riêng, ban đầu là Ethereum, xong rồi kể từ cái vụ mà bị hack xong rồi fork ra hai cái nhánh riêng, thì cả hai cộng đồng thì dường như là rất là ghét nhau chẳng hạn. Nhưng mà cái sự tiến triển của ông này thì lại là một cái sự mâu thuẫn, nhưng mà mâu thuẫn về mặt tích cực đối với cái ông kia. Nên vì vậy là những ngày này anh em thấy cả Ethereum và cả ETC đều bay cả đó. Và hồi nãy mình có nói về cái câu chuyện mà tại sao Ethereum trì hoãn bom đủ khó, và nó liên quan tới cái việc mà MEV đó. Thì ở đây anh em thấy được rằng là ngay khi mà Ethereum họ đưa ra mà là chúng tôi sẽ triển khai the merge dự kiến vào ngày 19 tháng 9, thì họ cũng đã cho ra, họ cũng đã thực hiện một cái bản shadow fork lần thứ 9. Và cái bản shadow fork này thì nó cũng đúng ý của Ethereum luôn, là họ sẽ tập trung vào thử nghiệm cái tính năng tăng cường của MEV đó. Và giống như kiểu là họ sẽ giúp cho những cái thợ đào ETH, họ sẽ giúp cho các thợ đào ETH trở nên minh bạch hơn anh em, trở nên minh bạch hơn, và trở nên giống kiểu là những cái quyền gian lận của họ khi mà họ lợi dụng cái MEV này nó sẽ bị hạn chế. Thì thông qua cái bản shadow fork này, mặc dù nó chỉ là một cái môi trường thử nghiệm nhỏ hơn testnet mà thôi, nhưng mà đó cũng cho thấy được rằng là có thể the merge trong thời gian sắp tới thì Ethereum sẽ không có trì hoãn bom đồ khó nữa, mà họ sẽ có như kiểu là họ sẽ kích hoạt ngay, và the merge cũng sẽ đúng như dự kiến. Và nếu cái việc đó xảy ra đúng thời hạn cũng như là testnet của Goli, thì mình nghĩ rằng là đây sẽ là một cái sự kiện để mà có thể vực dậy được thị trường trong cái giai đoạn này. Bởi vì theo những cái chuyên gia anh em, theo những cái chuyên gia thì the merge của Ethereum sẽ là một cái sự kiện lớn cuối cùng
trong năm 2022 của chúng ta từ đây đến cuối năm luôn, thì tất cả mọi tâm điểm đang dồn về đồng mới và đang dồn trên đôi vai của Ethereum. Và đối với riêng cá nhân của mình thì mình nghĩ rằng là đội ngũ của Ethereum họ vẫn đang rất là nỗ lực để mà họ phát triển, để mà sao cho đồng mới được thành công và đúng như dự kiến, để mà thị trường của chúng ta có được thêm nhiều động lực để có thể phục hồi mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian sắp tới. Tại vì là anh em thấy là kể từ đầu năm 2022 thì đến bây giờ chúng ta đã downtrend khoảng 7 tháng rồi đúng không? Khoảng một thời gian cũng khá là tăm tối, và trong giai đoạn này nữa chúng ta cũng không có bất kỳ những cái tin tức nào quá là nổi bật. Thì đó là tất cả những gì về đời mới, và đó là tất cả những gì đơn giản nhất mà mình muốn truyền tải cho anh em. Hy vọng anh em sẽ thích video này. Ok, xin chào anh em nha, bye bye.